Dạ, xin kính chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa gạo mới nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, chúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm nay lũ nhỏ, mùa khô năm 2021-2022 dự báo nước mặn xâm nhập sớm và khốc liệt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long chủ động xuống giống sớm lúa đông xuân 2021-2022 để né hạn mặn vào cuối vụ. Vụ lúa đông xuân 2021-2022 vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến gieo xạ 1,5 triệu hectare với năng suất ước đạt 72,5 tạ trên hecta và sản lượng đạt 11 triệu tấn. Để chủ động né hạn mặn vào cuối vụ, bộ, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đẩy sớm thời vụ gieo xạ lúa đông xuân 2021-2022. Các địa phương ven biển nguy cơ bị hạn mặn cao khẩn trương gieo xạ sớm từ tháng 10 năm 2021. Theo đó, xuống giống gieo xạ sớm từ ngày 10 đến 30 tháng 10 năm 2021 ở những địa phương ven biển đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ cao bị hạn mặn cuối vụ như các tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang, trà Vinh, sóc Trăng, bạc Liêu và kiên Giang với tổng diện tích khoảng 400.000 hecta chiếm 25% diện tích theo kế hoạch. Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, chuyến giống khoảng 700.000 hecta cho cả ba vùng thượng, vùng giữa và vùng ven biển. Từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 tiếp tục xuống giống khoảng 400.000 ha cho cả ba vùng thượng, vùng giữa và vùng ven biển của các tỉnh còn lại. Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng cục trồng trọt Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, vụ đông xuân 2021-2022 chú ý giảm chi phí đầu vào, tập trung giảm giống và sử dụng phân bón hợp lý, đặc biệt giảm giống lúa là tiền đề rất quan trọng để giảm các chi phí về sau, giúp giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công lao động. Trong chi phí cấu thành giá thành sản xuất lúa, phân bón chiếm khoảng 25% và công lao động cũng chiếm tới 25%. Giống chiếm khoảng 10% nên chúng ta cần giảm các chi phí này, nhất là khi giá phân bón đang tăng lên rất cao. Thưa bà con, hiện nay trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp thì giá phân bón đắt đỏ lại rơi đúng vào thời điểm quan trọng. Thị trường phân bón thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp và khó đoán có thể khiến nông dân không còn lại gì sau khi thanh toán các hóa đơn vật tư đầu vào. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp xu hướng ổn định. Thị trường giao dịch lúa thu đông đều, các kho hỏi mua lúa gạo nhiều hơn. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu điều chỉnh tăng thêm từ 5 đến 10 USD trên 1 tấn. Tại An Giang, giá lúa hôm nay tiếp tục đi ngang, cụ thể nếp vỏ khô 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg. Nếp lông an khô có giá từ 6.400 đồng 1 kg. Lúa AR50404 ER khô có giá 5.500 đồng 1 kg. Nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Các loại lúa tươi cũng xu hướng đi ngang, gồm lúa AR50404 ER giá 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg. Lúa OM9582 lúa tươi có giá 4.800 đến 4.900 đồng 1 kg lúa đại thơm 8 lúa tươi 5.700 đến 5.800 đồng 1 kg. OM5451 lúa tươi có giá từ 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg. OM6976 lúa tươi có giá từ 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. OM18 lúa tươi có giá từ 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg. Nàng hoa 9 lúa tươi có giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa nhật 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Tương tự tại Long An, theo bà Đặng Thị Liên, giám đốc công ty lương thực thực phẩm Long An, doanh nghiệp này đang thu mua lúa khô các loại với giá ổn định so với đầu tuần. Cụ thể như đài thơm 8, OM18 đều mua với giá 7.300 đồng 1 kg, nếp Long An 6.700 đồng 1 kg và IR50404 có giá 6.600 đồng 1 kg. Tại Cần Thơ, hiện đang thu hoạch lúa thu đông, giá các loại lúa cũng giữ ổn định. Theo đó, lúa tươi IR50404 ở mức 4.400 đến 4.600 đồng 1 kg. OM5451 có giá 4.900 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa đại thơm 8 ở mức 5.400 đến 5.600 đồng 1 kg. Theo Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ thủ đông năm 2021, các địa phương vùng đoàn bằng sông Cửu Long gieo xạ khoảng 714.000 hecta giảm 9,5 ngàn hecta Hiện lúa thu đông tại nhiều địa phương như Cần Thơ, Hậu Giang chủ yếu ở giai đoạn chắc xanh và sẽ thu hoạch tập trung vào cuối tháng 10, trong khi đó ở các tỉnh khác dự kiến thu hoạch trong tháng 11 năm 2021. Với giá gạo sau khi tăng mạnh hôm qua, hôm nay xu hướng ổn định. Theo đó, gạo nguyên liệu er 504 ở mức 8.100 đồng 1 kg, gạo thành phẩm IR504 ở mức 9.200 đến 9.300 đồng 1 kg, tấm loại 1 ER ổn định ở mức 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg và cám vàng ở mức 6.700 đồng 1 kg. Các loại gạo bán lẻ tại chợ An Giang cũng ổn định sau khi điều chỉnh tăng vào hôm qua gồm Gạo thường có giá từ 10.500 đến 11.500 đồng 1 kg Gạo nàng nhan 20.000 đồng 1 kg Gạo thơm thái hạt dài từ 17 đến 18.000 đồng 1 kg Gạo hương lai 18.000 đồng 1 kg Gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg Gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg Gạo sóc thái 18.000 đồng 1 kg Thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg gạo nhật 19.000 đồng 1 kg, gạo giác minh 15 đến 16 000 đồng 1 kg, nàng hoa 16.500 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg. Với giá gạo xuất khẩu, theo số liệu của Oriya, giá xuất khẩu của Việt Nam hôm nay bật tăng từ 5 đến 10 USD trên 1 tấn. Cụ thể, gạo 5% tấm tăng 5 USD lên 433 đến 437 USD trên 1 tấn. Gạo 25% tấm tăng 10 USD trên 1 tấn lên mức 403 đến 407 USD trên một tấn. Gạo 100% tăng 10 USD trên một tấn lên 338 đến 342 USD trên một tấn. Riêng gạo giác ổn định ở mức 583 đến 587 USD trên một tấn. Thưa bà con, bản tin về giá cả, cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Trước tình hình diễn biến dịch Covid vẫn còn khá phức tạp, bà con nhớ nhìn giữ gìn sức khỏe, tuân thủ tốt mọi 5K để cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm đưa cuộc sống bà con trở lại bình thường. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.